Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm. Em chuyên tư vấn về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là giúp người Việt Nam mình mua nhà trên 50 tiểu bang của Mỹ tiết kiệm chi phí nhất và an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Thì hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà ở thành phố là Huntington Beach, California. Zip code là 92646. Ngôi nhà vừa được rao bán 3 ngày trước với giá là 1 triệu 179 ngàn đô la. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Diện tích là 2080 square feet, tương đương với khoảng 208 mét vuông. Loại nhà là single family, năm xây dựng là 1966, có hai chỗ đậu xe, diện tích đất là 5.397 square feet, tương đương với khoảng 539 mét vuông. Giá trị ngôi nhà này được định giá trên Zillow là bằng với giá hiện đang rao bán là 1 triệu 179 ngàn đô la Mỹ. Bảo hiểm nhà một năm là 413 đô la, hoa phí là không. Giá cho thuê dự kiến là khoảng 3.600 đô la một tháng. Ngôi nhà này gần trường học, bệnh viện, khu shopping mall và các cái trường học ở đây thì được đánh giá rất là tốt. Thang điểm là 9 trên 10. Quý anh chị có thể nhìn vào đây và thấy đây là trường tiểu học, trường trung học và trường trung học phổ thông. Sau đây em xin mời anh chị đi xem chi tiết của ngôi nhà. Đây là mặt tiền, đây là bếp. Gian bếp khá là rộng rãi, rất là rộng. Ngôi nhà được sơn màu chủ đạo là màu trắng. Đây là phòng ngủ, rất là rộng và thoáng mát. Do màu sơn là màu trắng nên nhìn rất là sang trọng và quý phái. Nhà vệ sinh, nhà tắm, đây là phòng ngủ cho con. Đây là bên ngoài ngôi nhà. Rất là sạch sẽ và thoáng mát. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian để xem video của em. Nếu quý anh chị quan tâm muốn sở hữu bất động sản ở Mỹ hoặc là mua nhà ở Mỹ thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại là 0908 693 563 để được tư vấn chi tiết nhất. Em xin chân thành cảm ơn và chúc quý anh chị một ngày làm việc thật hiệu quả và ngày càng thành công hơn nữa. Em xin hết.